Chào thầy và các bạn, thì sau đây em xin hướng dẫn cho thầy và các bạn cách tạo profile cho máy in thử bằng phần mềm EFI. Thì đối tượng nghiên cứu bao gồm máy in thử Epson Status Pro 4009, máy đo màu X-Ray i1 Pro 2 và phần mềm quản lý in thử và tạo profile EFI. Thì tiếp theo là các bước tiến hành. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tuyến tính hóa máy in. Bắt đầu chúng ta sẽ đi kiểm tra độ full bằng cách vào lệnh test print non check, nó sẽ in ra một tờ in. Thì nếu mà tờ in này in ra các nét liên tục không bị đứt quãng, chứng tỏ đồ full hoạt động rất là tốt. Còn nếu mà các nét bị đứt quãng, chứng tỏ đồ full đã bị nghẹt mực. Thì với tờ này thì đồ full mực mà trên tay bị hư nên cái này bị đứt quãng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xác định độ dày giấy. Chúng ta sẽ vào menu Paper Config, chọn Paper Number, chọn mã số giấy in. Tiếp theo chúng ta sẽ vào menu Paper Config, chọn thickness pattern và để in ra một tờ in để xác định độ dày giấy. Thì sau khi đã xác định được độ dày giấy, chúng ta sẽ thiết lập các số in ban đầu. Chúng ta sẽ mở phần mềm EFI lên và chọn mục EFI Lagination. Trong thẻ server chúng ta sẽ setup như sau. Trong phần setup chúng ta sẽ chọn là máy in là Epson Status Pro 4009, cổng kết nối máy in là USB, thẻ media chúng ta sẽ chọn mực là mực Epson Ultra Chrome Photo Black, kích thước của giấy sẽ là A3 và trong thẻ device special sẽ để mặc định. Gắn máy đo X-Ray i1 Pro vào máy tính và sẽ khởi động chương trình Color Management. Tiếp theo chúng ta sẽ mở phần Color Tool lên và chọn vào Create Bay Lagination. Máy đo chúng ta sẽ chọn là X-Ray i1, kiểu tuyến tính là Probe, mực là mực Epson Ultra Chrome Photo Black. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt tên loại giấy, chọn độ phân giải in và chọn hệ màu là CMYK. Sau khi đã thiết lập xong, và tiếp theo chúng ta sẽ đi xác định giới hạn lượng mực cho từng kênh màu. Nhấn vào nút Print để in ra được bảng màu. Thì file bảng màu sẽ được tự động lấy từ trong thư mục cài đặt của phần mềm BFI. Thì sau khi mà đặt giấy vào, chúng ta sẽ bắt đầu in. Nếu mà nó hiện lỗi hiện đỏ, chứng tỏ là giấy vẫn chưa vào máy in và chúng ta cần phải đặt lại giấy. Thì sau khi được in ra xong, thì để chuẩn bị đo, chúng ta cần đặt máy đo vào chân đế của nó, cái tấm màu trắng để chuẩn hóa. Sau khi đã đặt máy đo vào chân đế, chúng ta sẽ nhấn vào nút Measure để tiến hành đo đạc. Thì máy sẽ tự động định chuẩn dựa theo điểm trắng của chân đế máy đo. Sau khi máy đo đã định chuẩn thành công, thì chúng ta sẽ đặt bảng màu vào bảng đo tại vị trí đo ở dòng màu đầu tiên và chúng ta sẽ tiến hành đo đo. Nhấn vào nút đo và kéo từ vị trí trái sang phải ra khỏi ô màu sao cho đèn báo màu xanh và kéo ngược lại một lần như vậy. Thì nếu làm đúng thì máy sẽ báo cho tiếp tục lần đo thứ hai. Thì cứ như thế cho đến khi nào bảng màu xong thì chúng ta sẽ nhấn nét và chuyển sang mục tiếp theo.
Nếu mà nó hiện báo đỏ, chứng tỏ là vẫn chưa thể đo được và chúng ta cần phải đo lại. Xanh lá chứng tỏ là đã được và chúng ta sẽ thực hiện đo ô tiếp theo. Nhấn Next để chuyển sang mục tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến tính hóa từng kênh màu. Nhấn Print để in ra bảng màu thứ hai và cách đo tương tự như trên. Sau khi đã đo xong thì chúng ta cũng sẽ nhấn Next để chuyển sang mục tiếp theo. Sau khi đo xong, chúng ta sẽ nhấn nét để chuyển vào mục tiếp theo. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi xác định giới hạn của tổng lượng mực. Nhấn Print để in ra bảng màu thứ ba và cách đo tương tự như trên.
Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn nét để qua bước tiếp theo. Đây là bước kiểm tra chất lượng, thì nhằm kiểm tra chất lượng của quá trình tuyến tính hóa máy in. Nhấn print để in ra bản mẫu thứ tư và cách đo tương tự như trên. Sau khi đo xong, chúng ta sẽ nhấn Next để xem kết quả tính toán máy in. Sau đó chúng ta sẽ nhấn nút Save Finish để kết thúc quá trình tính toán hóa máy in. Các thông số tính toán máy in sẽ được lưu vào một trong một file có định dạng là EPL. Sau khi đã tính toán hóa xong, chúng ta sẽ tới bước tiếp theo. Đó chính là tạo profile cho máy in. Chúng ta sẽ in vào bảng màu để tạo profile, chọn máy đo là máy đo i1 Pro 2. Bảng màu là 1617 IT8 7-4 random. Khổ giấy là khổ A3 và nhấn nút print để in ra bảng màu, và chúng ta sẽ đo tương tự như lúc tuyến tính. Sau khi đo xong, chúng ta sẽ nhấn Next để tiến hành tạo profile. Nhấn Done để lùi profile lại thành đuôi ICC. Tiếp theo chúng ta sẽ đi bước 3 là so sánh kết quả với chuẩn ISO 16472. Thì ban đầu chúng ta sẽ lập quy trình in thử profile vừa tạo ở bước 2. Nhấp chuột vào workflow để tạo một chu trình mới trong thẻ color management. Kiểm tra đánh dấu vào mục tùy chọn color management với mục score profile là các profile của máy in thử. Trong thẻ verify control strip one, chọn một thang kiểm tra màu in kỹ thuật số là Ultra Foga Wet V2 để gắn thang kiểm tra này cho bài in thử, giúp cho việc kiểm tra in thử dễ hơn. Ngoài ra nó còn giúp cho để so sánh các tiêu chuẩn khác. Nhấp chuột vào mục Resonation để thiết lập máy in thử. Chọn vào thẻ Device. Đặt tên cho máy là sẽ chọn là máy Epson Startup Pro 4009. Chọn cổng giao tiếp với máy in là USB 001. Chọn thẻ Device Media. Chọn khổ giấy là khổ A3. Nhấp chuột, sau đó chúng ta sẽ nhấp chuột vô đường dẫn từ admin đến workflow mới tạo và từ workflow mới tạo đến output device để tạo một chu trình được thông suốt.
Sau đó chúng ta sẽ chọn import job để chọn file thử và chọn workflow mình vừa tạo. Sau đó chúng ta sẽ vô phần verifier trên cột measurement one. Chúng ta sẽ mở thang chuẩn ISO quốc tịch V2. Còn trên cột measurement two, chúng ta sẽ nhấn vào nút measure và đo thang kiểm tra trên bảng in thử mà vừa mới in ra. Thì sau khi đã đo đạc xong thì chúng ta có thể thấy được rằng kết quả mà chúng ta đo được so với chuẩn ISO khá là khớp với nhau. Tuy nhiên vẫn có nhiều cái nó vẫn chưa có thể đạt được. Thì lý do ở đây có thể là do giấy của chúng ta không không phải là giấy theo tiêu chuẩn của ISO. Tuy nhiên, chúng ta thấy được là không gian màu của chúng ta tương đối khá là khớp với không gian màu của ISO. Thì vừa rồi em vừa hướng dẫn cho thầy các bạn tạo ICC profile cho máy in thử cũng như là so sánh hai ICC profile với nhau. Cảm ơn thầy và các bạn đã cùng lắng nghe.